diễn biến nóng mới nhất vụ tài xế Mercedes gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân. Tài xế lái xe Mercedes là ông Ngô Duy Bình, trưởng phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh thuộc ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với ông Ngô Duy Bình, người đã lái xe Mercedes bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn, không cứu người bị nạn. Bị can Ngô Duy Bình bị khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm C, khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn. Bị can Ngô Duy Bình được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú theo quyết định khởi tố bị can từ ngày 24 tháng 3 năm 2023. Ông Ngô Duy Bình là trưởng phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh thuộc ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa, người xác định đã lái xe Mercedes trong một vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 3, một vụ tai nạn xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh. Vào thời điểm trên, một ô tô đã va chạm với xe máy khiến một phụ nữ bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 5 tháng 3. Công an huyện Diên Khánh đã truy tìm chiếc xe này. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải màu nâu đất của ô tô. Mặt trong ốp gương có in logo của hãng xe Mercedes và chữ số A315943W1. Nạn nhân được xác định là bà DTVA, Việt Kiều sống tại Canada, bị thương nặng, sau đó đã tử vong. Người chồng quốc tịch Canada cũng bị thương ở chân. Tin tức trên đã...